Um, xin chào tất cả các anh em đang theo dõi video trên kênh của mình ngày hôm nay thì mình phải nói là mình cảm thấy rất vui khi mà trên kênh GSM Arena đã tung ra một cái bài test về khả năng chụp ảnh của mẫu Xperia XZ2 mới nhất và đặc biệt là sau khi mình xem kết quả chụp từ những cái bài test của họ thì mình cảm thấy rất là ấn tượng ấn tượng như thế nào và cái con quái vật XZ2 đã cải tiến ra làm sao thì xin mời các bạn xem những hình ảnh so sánh sau đầu tiên là mình sẽ so sánh về thế hệ trước của nó là Xperia XZ1 để các bạn thấy là chỉ qua hai thế hệ mà chất lượng hình ảnh nó đã cải thiện đáng kể đến cỡ nào XZ1 này Vâng, Hai chiếc máy này cùng có độ phân giải là 19 megapixel. Cùng hệ thống cảm biến ống kính, tất cả tật giống hệt nhau nhưng mà Sony trong thế hệ mới đã kết hợp với Qualcomm để nâng cấp cái bộ xử lý hình ảnh và mình nghĩ ở đây là cái cái nhân tố then chốt nhất để khiến cho chất lượng hình ảnh của Xperia năm nay cải thiện một cách đáng kể như vậy. Đầu tiên là chúng ta sẽ so sánh trong điều kiện ánh sáng tốt. Thì như các bạn có thể thấy đó chính là chi tiết của hai mẫu máy là gần như là tương đồng. Những cái đường kẻ chỉ trên cái tờ tiền này cũng như là màu sắc, độ tương phản. Mình nghĩ là nó rất là tương đồng với nhau. Nhưng mà đặc biệt là trong điều kiện ánh sáng tốt thì các bạn có thể thấy là những cái đường chỉ trên con con này là chắc là con lừa. Đấy, nó vẫn tốt hơn rất nhiều so với những hình ảnh mà XZ1 năm ngoái đã chụp được nhưng mà nói chung là mình nghĩ các bạn quan tâm nhất sẽ là cái phần chụp ảnh thiếu sáng và mình sẽ chuyển ngay sang phần này có thể thấy là vâng các bạn thấy quá ấn tượng hình ảnh của XZ2 năm nay độ sắc nét của chi tiết được bảo dòn rất tốt không như vậy như các bạn có thể thấy này đường màu xanh và cũng như cái đường màu nâu này nó rất là tách biệt màu sắc tương phản làm so với năm ngoái rất, rất là tốt tức là về độ sáng thì nó vẫn tương đương với nhau nhưng mà về độ phân giải màu sắc thì đã cải tiến rất là nhiều mình sẽ click đến chi tiết vùng này như các bạn có thể thấy là hình ảnh của máy mới là khử noise rất sạch. Trong khi mà máy cũ các bạn có thể thấy những cái những cái mảng màu vẫn bị bệt do khử noise. Cái này là do Sony đã chụp bốn tấm ảnh cùng một lúc nhờ sức mạnh của cảm biến xếp chồng để ghép chúng vào với nhau và cái này nó khá giống với cái chức năng multi frame noise reduction trong những cái dòng Sony Alpha 6300, 6500 mình lấy ví dụ như vậy hay như là khi đọc chữ này các bạn có thể đọc chữ in trên tờ tiền một cách dễ dàng XZ2 năm nay làm quá tốt và đặc biệt là mình rất ấn tượng khi mà những cái đường chỉ trên con cừu này vẫn hiện rõ được các bạn nên nhớ rằng đây là chụp trong điều kiện thiếu sáng mà chất lượng hình ảnh đem lại gần như là không khác biệt gì so với hình ảnh lúc chụp trong điều kiện ánh sáng tốt cả đây là một điều mà mình cực kỳ ấn tượng thế thì uh, chúng ta hãy uh, mình muốn cho các bạn thấy rằng là so sánh với một đối thủ của chúng ta năm ngoái đến từ nhà Samsung là Galaxy S8 Atom Plus Mình sẽ downscale ảnh về cùng 12 megapixel để các bạn có thể có một cái nhìn khách quan hơn Thì nếu như trong điều kiện thiếu sáng Các bạn có thể thấy là Ngay từ năm ngoái Sony với cảm biến 19 megapixel trên XZ1 Đã có thể chiến thắng được Samsung về độ nét Như các bạn có thể thấy những cái đường kẻ 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 trên áo của ông Darwin này nhìn rất rõ còn bên Samsung thì không thể thấy được cũng như là hình ảnh về ừ. có vẻ như là Samsung và Sony năm ngoái thì mặc dù Sony trong điều kiện ánh sáng tốt thì Sony hơn nhưng mà sự khác biệt cũng không phải là quá nhiều Vậy chúng ta hãy thử đến điều kiện ánh sáng yếu xem sao Trong điều kiện ánh sáng yếu scale về 12 megapixel Các bạn thấy có thể thấy rõ ràng là Thực sự là Samsung Năm ngoái son Samsung đã chiến thắng Độ sáng của họ rất là cao Màu sắc thì Mặc dù cũng không ấn tượng lắm nhưng mà Về độ phân giải Độ sắc nét Thì S9 ăn đứt hình ảnh từ XZ1 chụp bị khử noi quá mạnh dẫn đến hình ảnh nó mờ mờ và nhìn như có một lớp sương mù vậy cũng như là các bạn có thể thấy khả năng khử noi của S8 cộng năm ngoái rất là tốt đấy thì bây giờ mình muốn là sẽ so sánh mẫu S8 này với chiếc XZ2 của chúng ta trong điều kiện ánh sáng tốt. Vâng, các bạn có thể thấy hình ảnh giữa hai mẫu điện thoại này rất tương đồng. Về màu sắc thậm chí Sony XZ2 còn có phần nhỉnh hơn so với E8 của năm ngoái. Về chi tiết vẫn ăn đứt luôn. Khi những cái đường kẻ này mình có thể nhìn rất là rõ. Đấy, các bạn có thể thấy không? Chất lượng hình ảnh của Xperia năm nay. Gọi là quá tuyệt vời Khử noi cũng rất tốt, rất ấn tượng Chi tiết lên Đẹp, không bị bệt Thậm chí này Mình còn có thể đọc được chữ ở trên những cái bản đồ này Ở trên uh, Trên e uh, 8 mình gần như là không thể nhìn được chữ này Không thể nhìn được Nhưng mà trên XZ2 mình có thể nhìn đây là ca xanh Pancras International đây là một cái hệ thống đường hầm metro ở bên anh cũng như đây là Liverpool Street này đấy nhìn rất là rõ mình có thể đọc được tuyến 343 này tuyến 59 này tuyến 73 này bên S8 Plus thì gần tức gần như là mình phải rất rất khó khăn mình có thể xem được ấy, chứ không thể rõ ràng như XZ2 ở đâu và rõ ràng các bạn có thể thấy là cái cảm biến 19 megapixel của Sony thật sự đã phát huy tác dụng cái độ phân giải của nó khiến cho hình ảnh rõ nét hơn rất là nhiều nhiều người cứ cho rằng độ phân giải nó không quan trọng nhưng mà thật sự các bạn có thể thấy là nó rất quan trọng giúp cho chúng ta có một bức ảnh đẹp hơn chi tiết hơn thế còn về điều kiện ánh sáng yếu thì sao vâng như các bạn có thể thấy XZ2 năm nay quá ấn tượng khi mà Z1, XZ1 năm ngoái vs 8 thì tranh nhau một trời một vực nhưng mà năm nay XZ2 cho các bạn thấy là nó nó tuyệt vời như thế nào tất cả các chi tiết được giữ lại rất tốt các bạn nhìn này những cái đường kẻ trên tờ tiền mình vẫn có thể nhìn thấy rõ bên này không nhìn được và thậm chí nhá bên chiếc Galaxy S8 năm ngoái màu sắc gần như là không thể tái tạo được màu sắc chuẩn không phải tách biệt được nhưng trong khi XZ2 vẫn làm tốt màu sắc màu nào ra màu đấy tương phản ấn tượng và thậm chí là nếu các bạn nhìn chi tiết vùng hoa và con chim ở bên này các bạn thấy nó rất chân thật hơn hẳn so với S8 của năm ngoái mình không biết là Sony năm nay ngoài cái dùng bộ ISP họ còn có cải tiến thêm về cảm biến hay không nhưng mà rõ ràng là hình ảnh cho ra là quá ấn tượng nhưng mà nhiều bạn sẽ hỏi sẽ nói mình là tại sao lại so sánh với một mẫu Galaxy S8 của năm ngoái đúng không? Và rất là may mắn là trong cái thời điểm mà mình có được ảnh test của XZ2 thì trên GSM Arena họ cũng đã có ảnh của Galaxy S9 mẫu flagship mới nhất đến từ Samsung và bài so sánh bây giờ thực sự là rất cân kèo hai con này đều sử dụng Snapdragon 845 tức là cùng một nền tảng phần cứng chúng ta sẽ downscale xuống nào trong điều kiện ánh sáng tốt trong điều kiện ánh sáng tốt thì hai mẫu điện thoại khá là tương đồng với nhau nhưng mà Sony vẫn vượt trội về tái tạo màu sắc độ tương phản mình cũng lưu ý với các bạn một chút là năm nay tức là những năm gần đây là Sony đều sử dụng ống kính góc rộng nên là hình ảnh ở mặc dù hình ảnh ở trung tâm thì rất sắc nét nhưng mà hình ảnh ở viền nó sẽ hơi bị một chút gọi là bị méo hình cái này là do chất lượng ống kính cái này thì nếu các bạn nhìn kỹ thì Samsung cũng có bị méo hình một chút nhưng mà tỷ lệ méo hình của họ là thấp hơn bởi vì cái tiêu cự của Samsung nó là tiêu cự dài còn tiêu dài hơn Sony một chút còn Sony tiêu cự ngắn tiêu cự góc rộng mình không nhớ chính xác nhắm nhưng mà khoảng 20 24mm thì đấy còn Samsung 26 à đây các bạn có thể thấy là những cái đường kẻ chỉ cho con con lừa này nó bắt đầu rõ hơn S8 rồi S9 đã có cải thiện hơn S8 nhưng mà vẫn thua xa so với XZ2 của chúng ta Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang so sánh hình ảnh ban đêm đấy các bạn có thể thấy năm nay Sony đã thay đổi thuật toán xử lý của họ năm ngoái cùng những cái bức ảnh chụp trong điều kiện ánh sáng tối là 28 lux điều, cái điều kiện tiêu chuẩn phòng phòng lab của GSM Arena thì Sony thường đẩy ISO lên 800 và mức tốc độ màn chập là rơi vào khoảng 1 phần 50 1 phần 80 giây nhưng mà năm nay họ đã chủ động giảm ISO xuống để có thể kiểm soát được nhiễu nhiều hơn và tăng cái thời gian phơi sáng lên đến tận 1 phần 8 giây. Và trong bức ảnh này thì ảnh của Sony là... À nhầm ảnh, các xin lỗi các bạn. Ảnh của Samsung thì ISO cao hơn một chút, 250. Tốc độ màn chậm của họ cũng nhanh hơn một chút, 1 phần 4. Nhưng cái lý do mà ảnh mà Samsung vẫn lớn hơn là mình cho rằng là đến từ việc Samsung sử dụng khẩu độ 1.5 của họ Sony thì vẫn trung thành với khẩu độ 2.0 thôi Nó chụp tối nó không quá tốt nhưng mà chụp sáng nó cũng không sẽ không bị thừa sáng để mà dẫn đến trái ảnh Thì mình cũng hy vọng là đến mẫu Xperia XZ2 Pro có thể như vậy Họ sẽ có cải tiến về sử dụng khẩu độ chẳng hạn Các bạn có thể thấy năm nay là khi so sánh về khoản chụp đêm thì Samsung vẫn vượt trội về độ sáng nhưng mà về độ phân giải thì năm nay Sony làm quá tốt bạn có thể thấy là chi tiết gần như là giữ nguyên sắc nét hơn hình ảnh như từ S9 rất nhiều màu sắc cũng đậm đà tương phản vượt trội Đây, thậm chí mẫu flagship mới nhất từ Samsung Galaxy S9 cũng được quảng cáo là chụp nhiều tấm ảnh để ghép lại tăng độ sáng khử noi khẩu độ lớn 1.5 lớn nhất trên thế giới rất nhiều những cái lợi thế nhưng mà các bạn thấy đấy chi tiết của S9 bảo tồn được vẫn thua xa so với XZ2 đây là điều mình rất ấn tượng mình không nghĩ là Sony năm nay có thể làm tốt được như thế khi mà các năm trước họ luôn là người đến sau và mình nghĩ là sau cái ảnh này sau những cái bài test này thì fan Sony hoàn toàn có thể tự hào khi mà ngày xưa chúng ta, Sony chúng ta đã thua các cái hãng khác quá nhiều trong chủ game thì bây giờ không không ngán một đối thủ nào màu sắc đậm đà nói chung là mình rất ưng ý ảnh đến chụp từ Z2 không phải trêu ở đâu được các bạn nó lại còn sáng ngang nét ngang với cái ảnh chụp trong điều kiện ánh sáng tốt Thế là các bạn đủ thấy là nó chất lượng cỡ nào Và bây giờ mình sẽ thử xem đối thủ sừng sỏ khác là iPhone X Một iPhone mới nhất đến từ Apple Có sử dụng trí tuệ nhân tạo AI Để cải thiện khả năng khử noi Chúng ta hãy cùng đến với điều kiện ánh sáng tốt trước Cùng về 12 megapixel Đấy, các bạn có thấy không hình ảnh của Sony xz2 chụp chân thật màu sắc tươi sáng nó không bị thiên về tông ám vàng nhiều như hình ảnh của Apple chi tiết của bộ dâu này giữ lại rất là tốt con cừu của chúng ta chi tiết cũng vượt trội mình nghĩ là tất cả các máy điện thoại trên thị trường hiện nay Google Pixel 2 iPhone X Galaxy S9 với cảm biến 12MP không thể có cửa so với XZ2 cảm biến tận 19 mp Nó cung cấp cho chúng ta một cái lượng chi tiết quá là tốt, rất là vượt trội các bạn. Đây các bạn thấy đấy. mình không thể đọc được chữ ở dưới ga điện ngầm trong cái bản đồ này đến từ iPhone X bên bên trên uh, XZ2 này, Kingway này. Piccadilly Circus này. Đấy, rất là rõ các bạn Trong điều kiện ánh sáng yếu Ảnh của iPhone X thì cũng sáng hơn Cái này chắc là do iPhone X uh, Đã Cái thời gian phơi sáng là dẫn đến một phần 5 giây Đây là lợi thế của việc sử dụng Công nghệ uh, chống dung quang học nó giúp cho thời gian phơi sáng của điện thoại lâu hơn giúp tăng ánh sáng thu bức ảnh nhưng mà rõ ràng là Sony không không có chống dung quang học chỉ chống dung một phần mềm thôi mà có thể cung cấp được độ sáng cũng khá tốt như này là mình cảm thấy rất là ấn tượng về khả năng khử noi thì mẫu của iPhone X thì mình thấy noi khá là nhiều các cái mảng nhiễu đây ở trên X2 chúng ta sẽ thấy ít nhiễu hơn các bạn ạ. chi tiết tốt hơn. Tốt hơn rất nhiều. Đấy. các bạn thấy hình ảnh XZ2 rất sắc nét. Như vậy là kể cả trong điều kiện ánh sáng tối hay là ánh sáng bình thường thì XZ2 của chúng ta hoàn toàn có thể đảm nhận cái, cái, cái trách nhiệm của nó rất là tốt. Và cuối cùng thì mình muốn mời các bạn xem một bức ảnh đến từ một mẫu flagship đến từ năm 2014 à 2014 à không xin lỗi các bạn 2015 x năm là 2015 sau khoảng 3 năm được, cách mà Sony đã họ đã cải thiện chất lượng hình ảnh của mình vâng quá khác biệt các bạn ạ Ngày xưa chúng ta vẫn thường nói là màu trên điện thoại Sony, ví dụ con Z5, màu sắc nó rất là bệt Và gần như là có một lớp sương mù Thì đúng là như vậy Nhìn ảnh nó, chất lượng nó, nó quá là thấp XZ đời mới, độ phân giải cao, màu sắc đẹp, khử noi tốt Độ sáng thì có thể là vẫn ngang nhau nhưng mà Xa 2 đúng là thực sự là một con quái vật một sự lột xác hoàn toàn của Sony có thể là không những hợp tác là một cái ISP mới mà có Sony còn đập đi xây lại cái thuật toán xử lý hình ảnh của họ Chỉ khiến cho nó thông minh hơn và nó xử lý ảnh tinh tế hơn các bạn thấy không thật sự là những chiếc Xperia XZ mới quá là tuyệt vời năm ngoái thì trên bảng xếp hạng của DxOMark XZ Premium chỉ được 83 điểm trong khi đối thủ của nó iPhone X 97 điểm Galaxy S8 phải cỡ 98, 99 điểm của Pixel 2 nhưng mà năm nay với chất lượng ảnh vượt trội hơn các đối thủ như này thì mình nghĩ XZ2 phải được 99 điểm các bạn có thể hỏi tại sao không được 100 bởi vì là XZ2 bị thua thiệt so với các đối thủ về camera kép khiến cho cái khả năng xóa phông chụp bokeh của nó chụp chân dung xóa phông portrait của nó nó sẽ bị hạn chế đi phần nào và như vậy thì chỉ có các camera chính của nó với chất lượng hình ảnh vượt trội có thể kéo lại thôi thì mình dự đoán là điểm dao động từ 97 đến 99 nếu như DxOMark Max chấm cho XZ2 nhưng mà thực sự à, kết quả đấy vẫn là quá là tốt rồi các bạn ngày xưa từ cái thời mà chúng ta có con Xperia Arc S là sử dụng cảm biến XMOR ngày đấy Sony chụp ảnh phải gọi là quá bát ạ à. thời cùng thời iPhone 4 có 5 chấm và màu sắc thì sử dụng cảm biến của Omnivision nên lại màu sắc nó sai lệch còn cùng thời đấy là có Galaxy S2 sử dụng vẫn cảm biến của Samsung thì bị lỗi hồng tâm nó rất là khó chịu Sony với cảm biến của mình cái thời đấy xmor là các bạn ạ chụp ảnh thiếu sáng là gọi là quá sáng so với các đối thủ độ sáng rất vượt trội không bị hồng tâm màu sắc chính xác độ nét cao khử noi không bị bệt và nó nó cho mình cái cảm giác mà mình rất muốn chụp ảnh bằng cái thiết bị đấy với nút cứng đến thời của xperia z với cảm biến uh, xmor AS thì cái thuật toán của họ thay đổi và khiến nó chất lượng hình ảnh nó rất là kém và từ đấy là rất nhiều fan Sony là nản lòng và từ ngày đấy Sony bị, bị mang tiếng là chụp ảnh xấu chứ từ ngày trước ngày xưa Sony vốn là hàng đầu trong cái lĩnh vực chụp ảnh và đến con XZ2 này thì mình nghĩ là rất là vui khi mà xong có thể nói như là Sony đã lấy đã tìm lại được cái phong độ của mình ngày xưa rất là ấn tượng các bạn. Mình sẽ lấy thử thêm một mẫu từ Google Pixel 2 XL đi. Theo uh, thông tin của các báo thì, à mẫu XL2 chụp đêm cũng rất là ngon, nhưng mà vẫn thua, không thể bằng xz 2 của chúng ta được, các bạn. Thông theo thông tin của mình thì uh XZ2 đã cho đặt hàng tại các nước Anh và châu Âu dự kiến là khoảng mùng 5 đến mùng 6 tháng 4 là sẽ giao hàng thì mình không biết là Việt Nam có thể là sẽ muộn hơn cái đợt giao hàng đầu tiên ở châu Âu đấy nhiều không nhưng mà dự kiến là còn khoảng hơn một tháng nữa thời điểm này thì thật sự mình nghĩ là bạn nào mà muốn mua Xperia XZ Premium hay là XZ1 thì nên cân nhắc lại kỹ Bởi vì là XZ2 thật sự là một con quái vật Những cái thế hệ mới thì những cái lỗi mà người dùng thường khó chịu như là loa bé Thì đã được cải thiện rất nhiều XZ1 lớn hơn XZ 50% XZ2 lại cải thiện loa so với XZ1 là 20% Là còn là loa kép Các bạn để gọi là quá có thể yên tâm được rồi Với hệ thống rung Dynamic Vibration nữa Thì mình nghĩ là trải nghiệm chơi game Xem phim âm nhạc của chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều để Cùng với camera được nâng cấp lớn thế này nữa Không biết đến Xperia XZ2 Pro mà có cam kép Thì nó còn bá đạo hay nào Vâng thôi nói lan man đến đây đủ rồi mình nghĩ là mình rất cảm ơn các bạn Bởi vì thật ra là mình không phải là một reviewer chuyên nghiệp Mình chỉ đánh giá ảnh Của những chiếc điện thoại này Trên tư cách là một người dùng bình thường thôi Mình thì cũng ưa thích chụp ảnh Và mình có sử dụng các dòng máy alpha Và Mình Có thể nói là cũng có kinh nghiệm Trong việc chụp Những cái dòng máy của Sony Nên có thể giúp chia sẻ với các bạn Vâng, cảm ơn các bạn